Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5, ngày 19 tháng 10 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Tổng kết 20 năm ngày hội đoàn kết toàn dân tộc, biểu dương gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu Thảo Hiền. Bế giảng lớp bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ được quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023. Gắn giải phóng mặt bằng với giải ngân vốn đầu tư công. Trường trung cơ sở Cẩm Ninh phòng chống hút thuốc lá điện tử cho học sinh. Cảnh giác thủ đoạn gian cảnh trộm điện thoại tại các cửa hàng quần áo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023, biểu dương gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu Thảo Hiền tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2023. Sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, cùng dự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong 20 năm qua, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên quan tâm triển khai sâu rộng đến từng thôn, hộ gia đình, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Qua tổ chức ngày hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Từ năm 2003 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động, kêu gọi cán bộ công chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo được gần 300 tỷ đồng. Hỗ trợ được gần 7.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng sửa chữa nhà ở. Thông qua ngày hội đã phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra. Từ năm 2003 đến năm 2023, toàn tỉnh có trên 250.000 lượt gia đình được công nhận ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu Thảo Hiền các cấp. Trong giai đoạn 2018-2022, trên địa bàn tỉnh có 55.967 gia đình được công nhận danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu Thảo Hiền các cấp. Hàng năm và dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, các gia đình đã được biểu dương, khen thưởng tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có 88% số làng, khu phố đạt và giữ vững danh hiệu làng khu phố văn hóa, 91% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định những hoạt động này đã trở thành nguồn động lực to lớn, khơi dậy niềm tin của nhân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết ở mỗi khu dân cư trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở, để việc tổ chức các hoạt động trong các năm tiếp theo tiếp tục đi vào thực chất hơn, trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức trong tổ chức ngày hội, gắn việc tổ chức ngày hội với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở các địa phương. Tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thời gian tới đây đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội bằng nhiều hình thức, tập trung tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của ngày hội, phát huy tính sáng tạo, chủ động và tự quản của nhân dân, chú trọng các hình thức vinh danh, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong công tác tổ chức triển khai ngày hội, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu Thảo Hiền, duy trì được những cái nét văn hóa, những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp được hun đúc qua nhiều năm, nhiều thế hệ, nhưng mà nó cũng thích ứng với cái xu thế hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Chúng ta tiếp thu những cái tinh hoa, nhưng mà chúng ta cũng không làm mất đi những giá trị tốt đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc nói chung và truyền thống tốt đẹp của gia đình nói riêng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. 93 gia đình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu Thảo Hiền tiêu biểu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2023.
Ngay sau hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, biểu dương gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền, Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023. Kính thưa đồng chí Trương Thị Ngọc Anh. Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Định hướng mức vận động đối với cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế ủng hộ một ngày lương trở lên, vận động doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất. Trong đó, nguồn quỹ cấp tỉnh phấn đấu đạt 700 triệu đồng trở lên, quỹ cấp huyện và cấp xã phấn đấu đạt trên 6 tỷ đồng trở lên. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu đã trực tiếp ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh năm 2023. Đại diện các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trao tượng trưng số tiền ủng hộ quỹ với tổng số gần 2 tỷ đồng. Sáng nay, tại trường chính trị Nguyễn Văn Linh, Ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ được quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tới dự, phát biểu chỉ đạo lớp học. Cùng dự còn có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy. Tham gia lớp học có 46 học viên là cán bộ trẻ đang công tác tại 29 cơ quan, đơn vị địa phương được quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Sau thời gian 15 ngày học tập, các học viên đã được các giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của tỉnh truyền đạt 19 chuyên đề. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đạt yêu cầu đề ra. Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu sau lớp bồi dưỡng này, các đồng chí học viên cần tiếp tục rèn luyện, không ngừng phấn đấu học tập tiên phong gương mẫu đi đầu, không ngại khó khăn, luôn đổi mới, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Quốc Toản cũng yêu cầu Ban tổ chức tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương có cán bộ được cử đi học cần mạnh dạn phân công, điều động giao nhiệm vụ cao hơn, công việc khó hơn để rèn luyện thử thách, đào tạo cán bộ trẻ trở thành những người cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì hội nghị. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt gần 3.900 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 8,5%. Tổng dư nợ đạt gần 3.900 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 8,4% cùng so với đầu năm. Toàn chi nhánh đã giúp trên 14.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, giúp gần 4.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 3.500 lao động, hỗ trợ xây dựng cải tạo hơn 16.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, giúp trên 2.300 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, trang trải chi phí học tập. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy yêu cầu, trong thời gian tới, các thành viên tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo sự an toàn của nguồn vốn, cho vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, xử lý kịp thời những tồn tại vướng mắc tại cơ sở, tổ chức thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tại địa phương, giúp người dân nắm bắt kịp thời các chương trình tín dụng chính sách xã hội, giúp khách hàng thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn. Thưa quý vị và các bạn, trong chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh về kiểm điểm tiến độ giải ngân đầu tư công đều nhấn mạnh yếu tố sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu trong điều hành công tác giải phóng mặt bằng. Có mặt bằng sạch thì mới giải ngân đầu tư công nhanh được. Đây là tuyến đường DT382B nhánh phải, là đường bên của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ. Nhiều diện tích cây ăn quả như ổi, cam đường canh, nhãn của người dân đã được giải tỏa từ đầu năm nay. Hơn 300 hộ dân đã không thu hoạch vụ cam, vụ ổi để phục vụ giải phóng mặt bằng làm tuyến đường này. Tôi mới thu được khoảng 3 năm. Thì năm thứ 5 này đã vào dự án rồi. Mỗi năm là được lãi khoảng 20 triệu đồng. Đều hoàn toàn nhất trí, đồng ý.
để phục vụ cái dự án của nhà nước. Nhiều năm trở lại đây thì đã có rất nhiều cái dự án của doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng đối giữa người dân với doanh nghiệp. Thì cái giá chuyển nhượng nó cao gấp từ 2 đến 2,5 lần so với giá hỗ trợ bồi thường của nhà nước. Chính vì vậy mà các hộ dân lúc ban đầu thì do dự băn khoăn. Trước những khó khăn trên thì Ủy ban nhân dân xã đã tập trung ngoài cái tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh qua các hội nghị, và chúng tôi còn đối thoại trực tiếp với người dân ở tại ngoài hiện trường trong quá trình kiểm đếm, và để người dân hiểu rõ. Và đến nay thì nhân dân đã hiểu rõ được cái mục đích ý nghĩa của dự án thôi của nhà nước. Đến thời điểm này, đường DT382B nhánh phải dài 14,4 km qua huyện Yên Mỹ và Văn Giang đã giải phóng mặt bằng được gần 8 km, chủ yếu là đất nông nghiệp. Khi có mặt bằng, liên danh các nhà thầu đã tập trung máy móc, nhân lực để thi công, đảm bảo tiến độ dự án và giải ngân nguồn vốn trung hạn đã được phân bổ. Hiện tại thì nhà thầu liên danh cũng đang tập trung máy móc thiết bị, khẩn trương đôn đốc thi công để đến đạt kế hoạch giải ngân cuối năm 2023 này. Qua kiểm điểm tiến độ thi công, giải ngân các dự án trên địa bàn tỉnh, khi các địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các đoàn thể và người đứng đầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về mặt bằng, đôn đốc nhà thầu thi công. Cộng với đó là năng lực của đơn vị thi công thì tiến độ giải ngân sẽ nhanh hơn. Cái vấn đề mặt bằng để 100% cho nhà thầu triển khai thì là rất là quan trọng. Qua đây thì cũng rất mong muốn là làm sao chủ tư có mặt bằng sớm để cho đơn vị thi công triển khai những gói thầu đảm bảo theo cái hợp đồng đã được ký kết. Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023, chủ đầu tư các công trình dự án phải giải ngân tối thiểu trên 95% nguồn vốn đầu tư công. Theo đó, mỗi tháng phải giải ngân trên 16% nguồn vốn đầu tư công. Nếu địa phương, đơn vị, chủ đầu tư nào không hoàn thành mục tiêu trên, sẽ xem xét vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đặc biệt là những dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn phải giải ngân xong, chủ yếu liên quan đến Sở Giao thông Vận tải này, Ban Quản lý dự án này, còn liên quan đến các huyện. Ở đây các huyện ngoài những công trình của tỉnh nằm trên địa bàn huyện, thì các đồng chí phải tập trung vào giải phóng bằng. Trước nói là cho các đồng chí rồi, các đồng chí phải mạnh dạn lên, nếu mà thỏa thuận mấy hai tuyên truyền vận động mãi không được thì đến bước cuối cùng người ta phải cưỡng chế. Toàn những công trình quan trọng thôi thì đấy là công trình của tỉnh, chứ còn các công trình của huyện đây này, tôi ngược của ngay các đồng chí đây, các đồng chí còn rất là thấp. Thực hiện chỉ đạo này, các chủ đầu tư, đơn vị chức năng và nhà thầu đang tập trung cao nhất để tháo gỡ về giải phóng mặt bằng cũng như thi công nghiệm thu, sớm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các thị trường nhập khẩu bao bì và túi ni lông liên tục đưa ra những quy định mới gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất trong nước. Đứng trước những đòi hỏi ngày càng chặt chẽ và khắt khe hơn, doanh nghiệp trong nước phải chủ động đẩy nhanh việc chuyển đổi, hoàn thiện để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định mới nhằm giữ vững thị phần xuất khẩu. Mỗi tháng, doanh nghiệp này xuất khẩu khoảng 1.000 tấn sản phẩm bao bì PP dễ phân hủy sang thị trường Mỹ và các nước châu Âu. Cùng với khó khăn do suy thoái kinh tế, thì hàng loạt thị trường nhập khẩu đưa ra những quy định mới tạo ra khó khăn kép cho doanh nghiệp. Đơn cử như nếu muốn xuất khẩu, doanh nghiệp phải có chứng chỉ tự hủy, chứng chỉ tái chế với sản phẩm của mình được cấp bởi các nước nhập khẩu hàng. Coi đây là điều kiện, là phiếu thông hành để hàng tiếp tục được xuất khẩu vào thị trường đó. Nếu không có, sẽ không được chấp nhận. Hiện nay các cái nước như nhất là Mỹ cũng như châu Âu, họ đã đưa ra, họ đặt ra, yêu cầu ra rất nhiều các cái chứng chỉ, những cái tiêu chuẩn. Ví dụ như tiêu chuẩn về hàng bao bì tự hủy cũng như là hàng mà sử dụng cái nguyên liệu tái chế. Thì hiện nay thì để làm được cái chứng chỉ đấy thì cái bản thân là cái chi phí cho để chúng ta để đạt được cái giấy tờ đấy cũng như là các tiêu chuẩn mà họ khắt khe họ đề ra thì sẽ cần rất nhiều thời gian cũng như là công ty phải cần đầu tư. Trên danh nghĩa là những điều kiện quy định mới để hướng tới sản xuất xanh, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường. Nhưng thực chất đây lại là những rào cản mà các nước đang thực hiện để bảo hộ nền sản xuất trong nước trước áp lực khó khăn và suy thoái kinh tế. Theo các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, trong 2 năm qua, kinh tế toàn cầu suy thoái ngày càng sâu hơn, thì các điều kiện tiêu chuẩn kép mà các nước đưa ra ngày càng nhiều hơn, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Yêu cầu của thị trường thì đòi hỏi về các cái tiêu chuẩn nó cao hơn. Các cái sản phẩm họ ấy đòi hỏi về các cái quy chuẩn từ mẫu mã cho đến chất lượng. Thì chúng tôi cũng đã phải thay đổi và điều chỉnh các cái kế hoạch sản xuất.
để nâng cao cái chất lượng sản phẩm và mẫu mã sản phẩm, đồng thời là cũng phù hợp với cả cái định hướng về cái sử dụng các cái sản phẩm thân thiện môi trường chung của trên toàn thế giới cũng như trong nước. Hiện cả nước có gần 14.000 doanh nghiệp bao bì, doanh thu năm 2022 đạt gần 15 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hơn 9.200 doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa. Hưng Yên là một trong những tỉnh có nhiều doanh nghiệp sản xuất bao bì. Trước những khó khăn trên, giải pháp đưa ra đó là các doanh nghiệp trong nước cần phải tăng cường liên kết, nắm bắt kịp thời thông tin về những quy định mới cùng những xu hướng từ các thị trường nhập khẩu để chủ động thích ứng. Theo các chuyên gia kinh tế, những quy định điều kiện mà các thị trường nhập khẩu đang yêu cầu đặt ra với các nhà sản xuất được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn ra. Không chỉ ở một mặt hàng xuất khẩu là bao bì nhựa, túi ni lông như trong thời gian vừa qua, mà sẽ tiếp tục xảy ra ở nhiều mặt hàng khác. Điều này đòi hỏi từng doanh nghiệp Việt phải luôn chủ động nắm bắt thông tin về xu thế thị trường, đồng thời sớm hoàn thiện những chứng chỉ quy định mới để giữ vững thị phần xuất khẩu và giữ bạn hàng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Trước đây, trường trung học cơ sở Cẩm Ninh, huyện Ân Thi từng có một số học sinh hút thuốc lá điện tử. Nhờ được kịp thời phát hiện, hỗ trợ và ngăn chặn, đến nay học sinh của nhà trường đã nói không với việc hút thuốc, đặc biệt là thuốc lá điện tử. Trường chúng tôi nằm trong vùng sâu vùng xa, không có nhiều hàng quán ở xung quanh đâu. Thế nhưng mà thuốc lá điện tử cũng đã về đến nơi rồi và cũng đã có ảnh hưởng tới cái cuộc sống học tập sinh hoạt của các cháu ở tại trường. Năm 2021-2022 đã có một số cháu có dấu hiệu là sử dụng thuốc lá điện tử. Các em không tập trung vào học tập, chỉ mong làm sao để có giờ ra chơi để thử sử dụng thuốc lá điện tử. Các em đội cờ đỏ đã theo dõi, thấy các em này nó lén lút là rủ nhau ra đằng sau dãy nhà học, đi vào các nhà vệ sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Chúng tôi đã nhờ các em trong đội cờ đỏ theo dõi, vận động tuyên truyền các bạn là không được sử dụng thuốc lá điện tử nữa. Đối với những em mà đã có sử dụng rồi đấy, thì chúng tôi cũng mời cả phụ huynh đến. Các em đã kịp thời dừng lại, không xa vào nghiện hút từ học kỳ 2 của năm học 2022-23 đấy, là chúng tôi đã không còn tình trạng học sinh tham gia hút thuốc nữa. Từ thực trạng trên, công tác tuyên truyền về thuốc lá điện tử được trường trung học cơ sở Cẩm Ninh đẩy mạnh trong các hoạt động của nhà trường. Đặc biệt, có hai em học sinh là Nguyễn Minh Nguyệt và Trần Hà My đã làm một dự án nghiên cứu khoa học nói không với thuốc lá điện tử và tuyên truyền với các bạn học sinh toàn trường bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, nói chuyện dưới cờ. Qua các nội dung tuyên truyền, các em học sinh đã nhận thức được việc hút thuốc lá điện tử cũng như các loại thuốc lá khác rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trường từng có khoảng 10 em học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Đến thời điểm này đã dừng lại. 100% các em học sinh nhà trường xác định không hút và không bao giờ thử. Chúng em đã được thầy cô và các bạn tuyên truyền là không nên uống thuốc, hút thuốc lá điện tử vì nó rất gây nhiều tác hại, nhiều chất độc bên trong. Và bản thân em không hút thuốc lá điện tử. Khi mà chứng kiến và biết được những cái bạn hút thuốc lá điện tử thì em cảm thấy rất là buồn và thất vọng. Chúng em đã đề ra một số cái câu lạc bộ như là học tập, như là tiếng Anh, toán, văn học, rồi là tổ chức các cuộc thi tuyên truyền vẽ tranh về tác hại của thuốc lá điện tử. Và chúng em đã tìm hiểu về tác hại, tuyên truyền cho các bạn đấy là trong vòng 9 tháng, là từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022. Và các bạn sau khi đã được tuyên truyền xong, các bạn đã nhận thức được rõ tác hại của thuốc lá điện tử và bây giờ các bạn không hút thuốc nữa rồi ạ. Thuốc lá điện tử chứa rất nhiều hóa chất độc hại gây nguy hại cho sức khỏe con người. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi giáo viên và phụ huynh trong việc nắm bắt tâm lý, kịp thời phát hiện, hỗ trợ, ngăn chặn hành vi hút thuốc lá điện tử của học sinh. Đồng thời phối hợp giáo dục định hướng các em nhận thức được tác hại đối với sức khỏe và tương lai, từ đó các em thay đổi hành vi theo những chuẩn mực tốt đẹp. Mấy ngày qua, nhiều cửa hàng thời trang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đăng cảnh báo lên mạng xã hội bị một nhóm đối tượng lạ mặt đến dàn cảnh mua hàng rồi lợi dụng lúc nhân viên bán hàng sơ hở để lấy trộm điện thoại. Vào khoảng 17 giờ đến 18 giờ chiều ngày 17 tháng 10, liên tiếp hai cửa hàng bán quần áo ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên là shop Venus 54 Điện Biên và shop Mia 173 Điện Biên bị nhóm người giả làm khách hàng đến hỏi mua quần áo rồi lấy trộm hai chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max và XS Max của nhân viên bán hàng.
Hôm 17 tháng 10 tầm 6 giờ chiều tối thì hôm đấy em bán hàng một mình và có hai người phụ nữ vào. Nhưng mà một người vào trước và một người vào sau thì em cũng thấy là kiểu ở ngoài đã thấy hai người đi chung rồi, nhưng mà vào rõ ràng bảo là hai chị đi riêng không chung gì cả. Thì một người mua hàng trước đã thanh toán, vào thanh toán với em và một người chờ vào xem hàng. Đến lúc họ thấy em lôi điện thoại ra thì bắt đầu rục lên nếu em dối, và chị cầm cái áo dơ cao lên mà che mất tầm nhìn của em để chị kia lấy điện thoại dễ. Đấy, có một chị phụ nữ đi vào trước khoảng tầm hơn 40 tuổi, tóc tém, một bạn nữa tóc dài, gầy, cao. Chị kia vừa ra khỏi cửa thì chị tóc dài mới bảo là chị chốt lấy bộ này, thì em mới có nói là chị ơi thế chị không cần thử à? Thì chị bảo chị không cần thử. Thì bắt đầu em đi vào thanh toán ấy, thì em bắt đầu em không thấy điện thoại em đâu nữa rồi. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 10, trên các trang mạng xã hội, hàng chục chủ cửa hàng quần áo trên địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động, huyện Quế Châu, thị xã Mỹ Hào đăng bài video trích xuất camera cảnh báo bị đúng nhóm người này lừa đảo. Nhóm đối tượng phụ nữ này đều đeo khẩu trang, thường đi từ 2, 3 hoặc 4 người, trong đó có người đứng ngoài cửa hàng cảnh giới và những người còn lại giả vờ và mua hàng để trộm cắp. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới là các shop bán quần áo nữ, đồ cho mẹ và bé, không có nam giới trong cửa hàng. Em thấy là tất cả các cửa hàng mà đăng lên mất đồ ấy, tất cả đều là cửa hàng bỉm sữa, đồ trẻ con, và lợi dụng sơ hở là cần tư vấn sai số, tư vấn tất cả mọi thứ thì để chủ cửa hàng không để ý đến và lợi dụng cơ hội sơ hở để ăn trộm điện thoại. Và sau sự việc thì bây giờ em sẽ đi trình báo công an ở gần nhất ạ. Ngoài đăng cảnh báo trên mạng xã hội, một số chủ cửa hàng cũng đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Tuy nhiên, các đối tượng đi xe máy gắn biển số giả nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, nhân viên và chủ các cửa hàng kinh doanh buôn bán cần đề cao cảnh giác. Khi phát hiện đối tượng có nhân dạng hoặc thủ đoạn tương tự, cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.